Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền Đại Pháp và giảng chân tướng tại Albany, New York, Bờ Biển Vàng, Úc và Paris, Pháp. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, quầy thông tin của Pháp Luân Công thu hút sự quan tâm tại sự kiện Đêm hội Toàn quốc ở Albany, New York. Ngày 1 tháng 8 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công ở Albany, New York đã tham gia sự kiện Đêm hội Toàn quốc. cuối thông tin và các bài công pháp tường hòa của họ đã thu hút nhiều người tại sự kiện cộng đồng thường niên này. Sau khi nghe về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều người cho rằng thật phi lý khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại một môn tu luyện ôn hòa như vậy. Mọi người thậm chí còn sốc hơn khi biết sự tàn bạo như thế đã xảy ra trong suốt 24 năm qua. Họ đã ký đơn thỉnh nguyện, kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo này. Đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Bà Pasia Fahy, thành viên nghị viện của bang New York, đã ghé thăm và chào hỏi các học viên Pháp Luân Công tại quầy của họ. Sau khi nghe một học viên giải thích Pháp Luân Công là gì và tại sao pháp môn này lại bị bức hại ở Trung Quốc. Bà Fahy cho biết, người dân New York ủng hộ pháp luân công. Bà cũng đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một người phụ nữ đến hỏi về pháp luân công, bà nói với một học viên rằng bà rất buồn vì chuyện gia đình. Khi biết thêm về những lợi ích của pháp luân công, người phụ nữ trông vui vẻ hơn và có thêm nhiều năng lượng bà ký đơn thỉnh nguyện và lấy một tờ thông tin cùng một bông hoa sen giấy thủ công. Bà có ý định tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Những người tham gia từ các quầy khác cũng đến thăm quầy thông tin của Pháp Luân Công. Một số bắt trước theo các động tác của các bài công pháp, một số thì ký đơn thỉnh nguyện và lấy tài liệu thông tin. Nhà tổ chức sự kiện cũng ghé qua để ký đơn thỉnh nguyện và mời các học viên trở lại vào năm sau. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội Pacific Pies Winterfis ở bờ biển vàng Úc. Ngày 16 tháng 7 năm 2023, lễ hội Pacific Pies Winterfis, sự kiện cộng đồng thường niên lớn nhất ở bờ biển vàng nước Úc, đã diễn ra tại Central Park Over ở Queensland. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia sự kiện này và nói với mọi người về môn tu luyện cả thân lẫn tâm và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Bà Vicky Hawking, người tổ chức sự kiện, cho biết Tôi rất vui khi được gặp lại các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội này. Nhiều nhóm cộng đồng đã tham gia sự kiện. Có đủ loại quầy hàng phục vụ đồ ăn và các hoạt động thân thiện với gia đình. Ước tính có khoảng 6.000 người đã tham gia lễ hội năm nay. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và màn biểu diễn đã thu hút nhiều người đến quầy của họ để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Các học viên còn phát tờ thông tin cũng như tặng hoa sen xinh xắn. Khi một học viên giải thích với cô Shelly rằng hoa sen tượng trưng cho sự tường hòa và thuần khiết của người tu luyện, cô Shelly cho biết nhất định sẽ treo bông hoa ở một nơi đặc biệt như một lời nhắc nhở. Một số người cũng hỏi, liệu họ có thể học pháp luân đại pháp ở đâu và bằng cách nào? Các học viên cũng nói với mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên ở Trung Quốc như thế nào trong suốt 24 năm qua, bao gồm tống giam, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên còn sống bị cầm tù vì đức tin. Mọi người bị sốc trước những tội ác tàn bạo này và nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt những tội ác của đảng cộng sản Trung Quốc. Các học viên còn thông báo cho một số chính trị gia đến dự lễ hội về các hoạt động được tổ chức gần đây nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Nghị sĩ Megan Skelton của Gaven ở Queensland rất vui khi biết mới đây các học viên đã tổ chức các hoạt động ở thủ đô Canberra. Họ cũng đã gặp ngoại trưởng Penny Wong và nói với bà về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nghị sĩ Mark Boffman của Thiefrow, Queensland nói với các học viên rằng chính quyền bang Queensland và đồng nghiệp của ông trong Đảng Tự do, George Barko, đã nêu quan ngại của họ về việc giam giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc với đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra. Nghị sĩ Boffman cho biết, ông hy vọng sự chuyên chế của chế độ cộng sản Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt. Tin tức thứ ba, các học viên tổ chức các hoạt động ở trung tâm Paris, Pháp. Vào hai ngày cuối tuần cuối cùng của tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Place Saint Michel và Châtelet, hai trong số những quận sầm uất nhất ở Paris. Họ nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại môn tu luyện này như thế nào trong suốt 24 năm qua. Các hoạt động thu hút nhiều người dân địa phương và du khách ký đơn thỉnh nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng ca ngợi sự dũng cảm của các học viên, đồng thời khích lệ các học viên tiếp tục kiên trì. Ông Quisky Massim là giám đốc chương trình cuộc sống người cao tuổi ở Paris. Khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại và bị thu hoạch nội tạng sống như thế nào, ông đã rất sốc và nói thật sốc khi một chế độ lại phát động cuộc bức hại đối với chính người dân của mình. Ông tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp những người chống lại chế độ và thật tốt khi các học viên tổ chức các hoạt động này để phổ biến cho cộng đồng quốc tế. Bởi vì cuộc bức hại liên quan đến tất cả mọi người. Ông cũng nhìn nhận chân, thiện, nhẫn là giá trị của hòa bình và là sự cam kết. Ông cho biết hành động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là rất quan trọng vì họ phản đối bạo lực một cách ôn hòa ông select là một nhà tư vấn từng làm việc tại trung quốc ông chia sẻ tôi phản đối bất kỳ sự bức hại nào bất kể dưới hình thức nào và chống lại nhóm người nào cuộc bức hại phải chấm dứt ông tin rằng cuộc bức hại sẽ kết thúc và sẽ có một bước ngoặt ông select nói chỉ có tu luyện mới có thể cứu thế giới ông cho biết nguyên lý chân thiện nhẫn là nền tảng và quan trọng nhất. Không có chân thiện nhẫn thì sẽ không có hòa bình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhuy.org.